Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Thông tin tang lễ Phi Nhung bị hủy bỏ. Những ngày qua, thông tin liên quan đến tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung được nghệ sĩ Việt Hương và người thân giữ kín. Gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để lo vẹn toàn hậu sự của nữ ca sĩ. Mới đây, fanpage chính thức của ca sĩ Phi Nhung và fanpage của Tu viện Khánh An thông tin về lễ tưởng niệm của ca sĩ Phi Nhung được công bố đến khán giả và người hâm mộ. Lễ cúng viếng sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10. Tại Tu viện Khánh An, các đồng nghiệp, văn nghệ sĩ sẽ viếng từ lúc 17 giờ, lễ tưởng niệm sẽ bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc vào lúc 20:30. Theo thông báo, khách đến viếng phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng dịch. Người tới viếng phải có thẻ xanh COVID-19. Theo thông báo, khách đến viếng phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng dịch. Người tới viếng phải có thẻ xanh COVID-19 hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trong vòng 180 ngày. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trang phục kín đáo, lịch sự, màu trắng đen. Ngoài ra, người tới viếng phải đăng ký thời gian viếng để ban tổ chức sắp xếp và xác nhận giờ vào. Hai ngày qua, tại nhà riêng của nữ ca sĩ, các con nuôi và người thân đã làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng. Hồ Văn Cường và các em đeo khăn tang, khẩu trang khẩn mẹ nuôi. Nhiều nghệ sĩ như Long Nhật, Nhật Kim Anh, Quách Tuấn Du cũng đến dâng hương và gửi hoa đến tiễn biệt nữ nghệ sĩ. Trước đó, tối ngày 28 tháng 9, lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Quỳnh Trang, con nuôi của nữ ca sĩ, đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến chùa Giác Ngộ, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện Gia An 115, bệnh viện Chợ Rẫy và khán giả người hâm mộ. Trong lễ cầu siêu, thượng tọa Thích Đức Thiện gửi lời chia buồn và trao tặng bằng tuyên dương công đức và những đóng góp cho nữ ca sĩ mang pháp danh Tịnh Bình. Sáng ngày 29 tháng 9 giờ Việt Nam, con gái Phi Nhung Wendy Phạm cùng người thân và đồng nghiệp tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở tỉnh xá Giác An tại Mỹ. Hiện tại Wendy đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo hậu sự cho mẹ tại Việt Nam. Sau hơn một tháng điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!